Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem những video mới nhất mà ban tổ chức chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, hành Lộ Chi Mã, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang bất ngờ, tiền vàng nhét chật két nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bính Ngọ, sinh năm 1966, mệnh thiên hà thủy, nước sông thiên hà, xương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian nan, có lúc nguy hiểm chẳng an, tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi, duyên tình lỡ dở lôi thôi. Trước thì sum họp sau rồi lại tan, anh em gia đạo bất hòa, đi xa thương nhớ về nhà mới nên, tiền vận vất vả lao đao, trở về hậu vận mới nhàn tấm thân. Tuổi này cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai, số này tướng mạng lớn thay, quyền hành chắc trở lo thay cho người. Bính Ngọ, số được cha mẹ dành cho của cải, về tuổi trung niên, hậu vận giàu có, nếu lấy tuổi Tuất thì con số hòa hợp để sống. Chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải hai lần đò mới yên, họ không mấy hòa hợp với cha mẹ anh chị em trong gia đình, cho nên tình thân hữu không mấy mặn mà. Nếu ở xa nhau thì tốt hơn, nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ long đong, về sau phú quý sống lâu, tính nóng như lửa, hoạt bát phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt, cho nên cần phải làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời, phong lưu khoáng đạt thỏa chí tài của mình. Bính Ngọ, mệnh là thiên hà thủy, được biết tới sự cống hiến không toan tính, hay đòi hỏi được đền bù, nước thiên hà gội sạch bụi bặm trần ai, tưới mát cho cây cối muôn loài. Trong cuộc sống, người Bính Ngọ mệnh thiên hà thủy thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn, bởi bản chất của giọt nước mong manh, nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm và tinh tế. Khi mưa gió càng khôn ảm đạm, nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Bính Ngọ thuộc hỏa tương khắc với nạp âm thủy, cho nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Nam giới tuổi Bính Ngọ có cuộc đời được hưởng sung sướng, về tới thời trung vận, việc làm gặp được nhiều may mắn. Bạn sẽ có nhiều khổ tâm về vấn đề con cái, thời kỳ hậu vận bạn sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Phần gia đạo, đề phòng việc con cái có xung khắc lẫn nhau, nếu bạn biết lo cho con cái thì sẽ thu được nhiều tốt đẹp, đường công danh lúc nhỏ có phúc phận, về thời hậu vận có tiếng tăm. Sự nghiệp được gây dựng vững chắc, vấn đề tiền tài được điều hòa, bắt đầu từ thời kỳ trung vận, về sau sẽ không phải lo sợ bị sụp đổ gì nữa. Nữ Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, song vào thời kỳ không hoàn toàn được tốt đẹp, bạn thiên về con đường kinh doanh mua bán hơn là theo đuổi đường công danh. Phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận tốt, sự nghiệp của bạn sẽ hoàn thành từ năm 34 tuổi trở đi, phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Luận giải tử vi Bính Ngọ, sinh năm 1966, năm 2023 cho thấy đây là một năm khá khó khăn. Bạn phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống cũng như trong công việc do bị chi phối bởi cục diện phá thái tuế. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm 2023 là tháng 10, 11 và 12 âm lịch này thì Bính Ngọ sẽ có nhiều sự cải thiện hơn trong vận trình của mình. Thời gian này bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù chuốc oán với người khác khi tham gia vào cuộc tranh luận. Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tránh nói năng hành xử nóng nảy, đắc tội với người khác mà đẩy mọi việc vào bế tắc. Việc làm ăn kinh doanh cũng sẽ diễn ra khó khăn, chính vì thế đòi hỏi quý mệnh Bính Ngọ phải kiên trì với mục tiêu của mình. Đặc biệt, khi gặp phải đối thủ cạnh tranh, bạn cần hành xử phù hợp,
không nên vội vàng tin theo hoặc chạy theo bước chân của người khác, làm những việc không chính đáng để kiếm lời về cho mình. Cát khí sụt giảm mạnh, chính vì thế vợ chồng và các thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc Quý mệnh hạ cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Điểm sáng nhất trong tử vi 3 tháng cuối năm 2023 của tuổi Bính Ngọ là phương diện sức khỏe, hầu như không bị tác động nhiều, Quý mệnh duy trì thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm bệnh tật, nguy hiểm. Vậy chi tiết các phương diện cuộc sống trong 3 tháng 10, 11 và tháng 12 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, con đường sự nghiệp của quý mệnh không có thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Chính vì thế lúc này bạn cần phải hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa, thời điểm cuối năm bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Bạn lúc này cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm được gốc rễ của mọi vấn đề, quý mệnh nên bình tĩnh để có thể tìm cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt. Song nếu bảo thủ không biết cách tiếp thu kiến thức lại không phải là hay, chính quý mệnh cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không ạ? Chính vì thế bạn hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng, cho dù đầu năm quý mệnh vẫn gặp phải không ít khó khăn. Nhưng 3 tháng cuối năm này nhờ có thái âm cát tinh soi đường chỉ lối, tuổi Bính Ngọ sẽ dần bắt kịp được với cuồng quay công việc. Lại thêm cát tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí tham quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa dù trong hoàn cảnh nào hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến cho mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Về mặt tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Bính Ngọ 3 tháng này cũng không mấy sáng sủa, cục diện Mão Ngọ tương phá khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu khó gặt được kết quả như ý muốn. Với người làm công ăn lương thì bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khá khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu năm. Công việc không đạt tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng đến tài lộc dậm chân tại chỗ, ít được người nhận được tiền bạc, thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư, kinh doanh thì quý mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Chính vì thế quý mệnh cần phải cẩn thận trước những lời mời gọi đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người không hiểu rõ. Đồng thời hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư làm ăn nhé, có thể là cái bẫy kẻ xấu sắp đặt sẵn chờ bạn nhảy vào đó. Trong cuộc sống hàng ngày, Bính Ngọ hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất là bạn lúc này hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiền tiết kiệm, đề phòng sự cố bất ngờ. Đến cuối năm, sẽ có dấu hiệu hòa hoãn hơn, chính tài cát tinh phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ có được đền đáp xứng đáng. Quý mệnh Bính Ngọ lúc này hoàn toàn có thể sẽ thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh nhất có thể vào những mục đích cụ thể nhé. Tránh nghĩ đến việc chơi bời hay hưởng thụ, hoặc tham gia vào các trò đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Về mặt tình cảm, gia đạo, đáng buồn là con đường tình duyên của Bính Ngọ cũng phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng đến cả người đã lập gia đình, cũng như là người còn độc thân. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn về những quan điểm không đồng nhất, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau, thiếu sự lắng nghe, thiếu thông cảm, khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa kể là dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, có thể là có những khác biệt thế hệ khiến cho đôi bên không hiểu được nhau. Nếu mà ai cũng chỉ khăn khăn giữ cái tôi của mình, thì khó có thể duy trì được không khí yên ấm trong gia đình. Tuy nhiên, mọi người cũng vẫn có thể cứu vãn được nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình, nếu vẫn còn coi trọng gia đình. Bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách xử lý hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, bạn chắc chắn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng nữa. Về mặt sức khỏe,
May mắn là tuổi Bính Ngọ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong 3 tháng cuối năm 2023 này. Đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan, suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, thì bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu cho các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho hoạt động vui chơi giải trí hoặc làm việc quá sức. Thiên Đức và Thiên Hỷ báo tin vui về chuyện tình cảm hoặc con cái, chính vì thế những ai bầu bí trong thời điểm này thì bạn cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe và luôn giữ tinh thần được vững vàng. Bạn hãy chủ động tâm sự và tìm sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết nhé. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết trong từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 trong năm 2023 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tuổi Bính Ngọ, tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tháng này khuyên là Bính Ngọ nên ưu tiên cuộc sống hơn, đơn giản, tĩnh lặng hơn thì mới có lợi. Ngược lại, sự nhiệt tình thái quá và nóng vội khiến cho bạn dễ phạm phải lỗi. Trong tháng 10 âm lịch chỉ ra rằng, quý mệnh gặp không ít những trở ngại trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Hầu hết những nguyên nhân không xuất phát từ phía bạn, nhưng hãy giữ tâm thế chủ động, có như vậy thì bạn mới vượt qua được một cách êm đẹp. Thiên quan gây ra không ít rắc rối cho bạn, dù có lên kế hoạch trước, có những lúc trắc trở, trở tay không kịp. Đó cũng là lúc mà bạn nhận ra đâu là thiếu sót của mình để mà rút kinh nghiệm. Nếu là lỗi của mình mắc đi mắc lại, thì bạn cũng nên kiểm tra lại bản thân đi nhé. Bạn là kiểu người rất thẳng thắn, đàng hoàng và không thích tranh luận. Bạn biết đâu là giới hạn của vấn đề, là cách biết dừng đúng lúc, cho nên những tranh cãi xảy ra cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Tháng này sao xấu xuất hiện cảnh báo cho con giáp tuổi Bính Ngọ là bạn chớ nên vội vàng trong bất cứ quyết định nào, nhanh nhẹn là cần thiết. Nhưng mà việc đó cũng đặt mục tiêu, tiêu cực như sai nhiều, đôi khi bạn xem thường người chậm chạp, khiến cho họ khó chịu, cho dù bản thân là người chủ động xông xáo. Nhưng không phải ai cũng như bạn. Hãy tôn trọng sự khác biệt này, người khác tuy chậm chạp, nhưng họ làm đến đâu chắc chắn đến đó, ít sai sót. Ngũ hoàng nhập cung chính tây, điều này báo hiệu quý mệnh Bính Ngọ trong tháng dễ bị tiểu nhân hãm hại, chính vì thế bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho những tin đồn sai lệch, không phải để xử lý mà đã để lỡ chúng đi, trước khi đưa ra quyết định lớn hơn, đặc biệt là về sự nghiệp, bạn nên lùi lại quan sát kỹ lưỡng hơn. Tháng này càng khiêm tốn càng có lợi, nếu vẫn giữ thói quen cũ mà hành sự bất cẩn, dễ gây họa, thậm chí là bị chơi xấu, ngược lại thay vì quá nhiệt tình như trước. Nếu tháng này bạn có cách sống hướng nội hơn, với phong cách làm việc chỉnh chu nghiêm túc, thì khó ai có thể bắt bẻ được bạn. Bính Ngọ tháng này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, sau đó quý mệnh phải tiêu tốn một khoản kha khá cho việc đi lại và ăn uống, khảo sát thị trường, quan hệ đối tác. Tháng này do ảnh hưởng của tiểu hao, nên Bính Ngọ dù có nguồn thu đáng kể, nhưng vẫn bị dò dỉ từng chút vì những khoản chi nho nhỏ như khá nhiều và dồn dập. Có người vay tiền với số tiền nhỏ, nhưng mà nhiều lần bạn khó có thể từ chối, dù cho rằng họ vay họ sẽ không bao giờ trả lại. Tháng này bạn cũng nên kiểm soát lại các khoản tiền đã đầu tư trước đây nhé, xem có những khoản nào không hiệu quả, giải pháp tốt nhất lúc này là bạn thay đổi. Nếu bạn đang mắc kẹt với một dự án không sinh lời, thì đã đến lúc dừng cuộc chơi mà chờ một cơ hội tuyệt vời khác sẽ tới với mình. Nếu mà bạn dám chấp nhận rủi ro, đừng chỉ ngồi đó mà ao ước hay ghen tị về cuộc sống sung túc của người khác, vì nếu như bạn thực sự hành động, chính bạn cũng có được cuộc sống như mơ đó. Chỉ là khó khăn ban đầu sẽ khiến cho bạn chùn bước và bỏ cuộc mà thôi. Sau đó thì hãy xây dựng quyết tâm đủ lớn và kiên trì hoàn thành mục tiêu. Tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành xung khắc không tốt cho vận trình tình cảm của người độc thân, không cẩn thận thì có thể bạn sẽ bị lừa. Vì quá ngây thơ và cả tin, những mối quan hệ mới cần phải có thêm thời gian để xem xét, nên tránh việc vội vàng giao cả tiền bạc tài sản của mình cho người ta bạn nhé. Trong khi đó thì nhiều người không thể quên người cũ, làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Bạn không thể nào mà quên đi những ký ức đau buồn liên tục. Nhìn thấy những cảnh vật khơi gợi những kỷ niệm xưa cũ, bạn có thể thực hiện những hoạt động mới mẻ như thay đổi màu son, loại nước hoa, sơn mài tường, sử dụng tinh dầu có mùi hương mới. Người đang có đôi, có cặp, nhớ đối phương không thể nào thay đổi một sớm một chiều, mà chỉ nhờ vào vài câu nhắc nhở của bạn hãy chấp nhận một số đặc điểm, tính cách của chồng hoặc vợ như là cách mà họ đang chấp nhận bạn vậy. Cả hai đều không hoàn hảo và cần phải tìm cách để dung hòa, thấu hiểu thay vì cố gắng chỉ trích làm tổn thương lẫn nhau. Tuy nhiên với những mối quan hệ không thể nào cứu vãn được nữa thì bạn nên sớm dứt áo ra đi, càng níu kéo thì sẽ càng mệt mỏi và lãng phí thêm thời gian của cả hai.
bạn xứng đáng có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nguyệt lệnh xuất hiện khiến cho con giáp tuổi Bính Ngọ tháng này thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài thiếu sức sống. Ví dụ như là da rẻ không hồng hào hay bị xanh xao do thiếu ngủ, thiếu ăn. Ăn uống không đủ chất, lúc này bạn nên gác bớt bộn bề của cuộc sống sang một bên nhé, để có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho bản thân. Ngoài ra thời tiết chuyển đông, mùa này khiến cho mạch máu của bạn khô, khó mà thông suốt. Do đó thì bạn nên thường xuyên vận động trong một thời gian ngắn, không làm việc hay tập luyện quá sức, lúc này nên thay đổi thói quen điều quen thuộc. Trong thời điểm này là chìa khóa giúp cho bạn chữa lành, ví dụ như là thử học thiền, yoga, tập trung vào các cải thiện tinh thần, cơ thể của bạn cũng sẽ phục hồi nhanh hơn. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và Dần, tiểu nhân là Mùi và Thân, màu sắc may mắn là đỏ và xám, con số phát lộc là số 79 và số 43. Tiếp theo là luận giải tử vi tuổi Bính Ngọ tháng 11 âm lịch 2023. Theo tử vi tháng 11 tuổi Bính Ngọ âm lịch, tuổi Bính Ngọ có nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của quý mệnh đều có tin vui báo về. Vận trình sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ trong tháng mới nhờ sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh cho nên thăng hạng rõ rệt. Vừa được tam hội che chở, lại có cả Nguyệt Lâm Trường Sinh hỗ trợ. Chính vì thế đây sẽ là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của quý mệnh. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này thì bạn hãy tiến hành những việc quan trọng nhé, hoặc những dự định đã ấp ủ từ trước đó, vì khả năng thành công sẽ rất cao. Những việc bạn đang bỏ dở từ tháng trước muốn thực hiện mà chưa có cơ hội, thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này, xua tan mây mù ảm đạm. Thời điểm có thể đủ cả thiên thời, địa lợi nhân hòa như này, nếu Bính Ngọ không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó có được cơ hội ngon ăn tương tự như này nữa đâu. Quý nhân trong tháng không phải là ai quá xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ, nhìn chung những cuộc gặp gỡ trao đổi trong tháng này, có thể đem tới cho quý mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để quý mệnh chạm tay tới mục tiêu của mình. Thấy tinh thần làm việc hăng say của tuổi Bính Ngọ, không còn là một giai đoạn ngồi chờ tìm việc đến với mình nữa, bạn chủ động xông xáo hơn hẳn. Quý mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó mà không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Tuy vậy, vận trình tháng này không được tốt, cho nên bạn cũng cần phải cẩn thận hơn, làm đến đâu chắc đến đấy. Việc mình làm, chớ nên khoe khoang hay là đao to búa lớn với người khác, kẻo thu hút cả tiểu nhân quấy phá đó. Trong quá trình thực hiện công việc có thể gặp trở ngại, nhưng mà các điều kiện thuận lợi đang sẵn sàng có, bạn sẽ giúp đỡ được rất nhiều người vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ gì nhiều. Theo tử vi tháng 11 của tuổi Bính Ngọ âm lịch, không chỉ gặp may mắn trong công việc, mà tài lộc của Bính Ngọ trong tháng mới cũng rất khả quan, tiền bạc không là vấn đề khiến cho bạn phải bận tâm ở thời điểm này. Có tài tinh thực thần chiếu mệnh, chính vì thế các nguồn thu tăng tiến nhanh chóng, cho dù là làm công ăn lương hay là làm kinh doanh buôn bán, đều đạt được những thành quả xứng đáng. Tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, quý mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Người làm công việc cố định nếu mà có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, rồi những thành tựu mà mình đạt được, cũng như là những khoản lợi nhuận và đem về cho doanh nghiệp. Với lý lẽ thuyết phục như vậy, chắc chắn tỷ lệ thành công rất cao. Người làm kinh doanh, buôn bán có thể mở rộng được thị trường hoặc là mở rộng các đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn. Bản thân của bạn vốn đã thông minh, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn với bạn nếu mà sẵn cơ hội. Ngoài ra nhờ Nguyệt hỗ trợ, cho nên quý mệnh sẽ gặp được đối tác làm ăn mới và cùng họ xây dựng mối quan hệ, các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với uy tín sẵn có của cả hai bên. Vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng, cho nên bạn cần chấp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh nhé. Áp dụng các biện pháp marketing quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được. Tháng 11 âm lịch tình duyên của người Bính Ngọ khởi sắc mạnh mẽ, nhờ có cả Bách Việt chủ đào hoa trợ mệnh. Cát tinh này sẽ mang tới cho bạn nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều tin vui hơn cả, tháng này vẫn đào hoa khá vượng. Đây là cơ hội tốt để những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp, có thể bước ra khỏi vùng tối. Hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống của bạn khi đó mới thực sự có ý nghĩa. Nếu đã có sẵn người trong mộng, vận khí cũng đang ủng hộ bạn sớm bày tỏ tình cảm chân thành với đối phương nhé. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt sẽ đến với mình, để thúc đẩy nhân duyên không khó để tìm được người tâm đầu ý hợp. Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp,
những mâu thuẫn trước đó được hóa giải và mối quan hệ thêm khăng khít nhờ sự quan tâm chăm sóc chu đáo. Tháng 11 âm lịch này, phương diện sức khỏe Bính Ngọ là rất bình ổn, không có nhiều biến động. Tuy vậy bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Dù là một tháng thuận lợi về mọi mặt, nhưng bạn cũng sẽ có rất nhiều việc để làm và theo đuổi, cảm giác bận rộn không thể tránh khỏi. Càng những lúc như vậy càng cần phải chăm sóc sức khỏe đầy đủ, công việc bận rộn càng cần phải có thêm nền tảng đảm bảo thì mới đáp ứng được cường độ làm việc cao. Còn một khi để đổ bệnh dù bạn có ôm ấp tham vọng lớn lao đến đâu cũng chẳng có sức theo đuổi. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Mão và Hợi, tiểu nhân là Thìn và Tỵ, màu sắc may mắn là đỏ và nâu, con số phát lộc là số 79 và 86. Cuối cùng là luận giải tử vi tuổi Bính Ngọ, tháng 12 âm lịch 2023. Có lẽ may mắn đang ở bên quý mệnh Bính Ngọ, khi tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch báo về toàn tin vui cả công danh, tài lộc và tình duyên đều như ý. Xem tử vi tháng 12 của tuổi Bính Ngọ, đây là thời điểm mà quý mệnh có nhiều bước phá trong công việc của mình. Quý mệnh vì thế càng chủ động tìm kiếm cơ hội để khẳng định mình. Càng được cấp trên đánh giá cao, quý mệnh đủ tự tin và năng lực của mình, thành công nối tiếp nhau chính là minh chứng rõ rệt nhất. Hai cát tinh tử vi và giải thần cùng xuất hiện trong tháng cuối năm này, báo hiệu những may mắn sẽ đến với quý mệnh, những chú ngựa sẽ được cấp trên ưu ái trọng dụng, như trao cho thêm trọng trách, trong thời điểm cuối năm sẽ có nhiều việc, phải đẩy nhanh để kịp tiến độ, bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không mắc sai lầm nhé. Muốn làm nhanh thì cách tốt nhất là làm bình tĩnh, công sức đi sửa sai còn lâu gấp nhiều lần đó, việc gì mình cũng có thể tự làm thì tốt nhất và chớ nên nhờ vả vào người khác. Ai cũng có việc của mình, nể nang nhau thì làm, nhưng chẳng vui vẻ gì đâu, tốt nhất hãy có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, đừng chơi trò đá bóng sau sân của người khác. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, quý mệnh có thể trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên đó. Đường tài lộc của quý mệnh đang cực kỳ khởi sắc, điềm báo cho thấy tài lộc phát mạnh, về thứ tài chủ về nguồn thu phụ và tài lộc bất ngờ. Sự may mắn sẽ mang về cho quý mệnh nguồn thu khá lớn, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy lối đi phù hợp nhất của mình trong thời điểm này. Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh của những chú ngựa thì khá suôn sẻ và thuận lợi, cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Dường như chẳng có chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là khách dục phát hàng tới đó, quý mệnh hơn người là chỗ nắm bắt được thị hiếu của thị trường. Cũng đón được đúng những thời cơ, cho nên cạnh tranh may mắn và thực lực chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi hơn. Nguyệt lệnh nằm ở đất Lâm Quan, tuổi Bính Ngọ vì thế chẳng ngại nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ. Chỉ cần bạn lúc này cần mẫn, chăm chỉ dù bất cứ việc gì, thành công cũng chẳng hề nào từ chối người có nghị lực lớn lao. Ở góc Tây Nam, góc của lục bạch phi tinh, tháng này quý mệnh có thể đặt thêm vật phẩm phong thủy bằng thạch anh màu vàng, thạch anh mắt hổ hay là chậu tụ bảo, cây tiền xu để tài lộc thêm phần vượng phát nhé. Về tình duyên, tuổi Bính Ngọ trong tháng Ất Sửu này, mệnh có được hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, gia đình hòa thuận ấm êm, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, con cái ngoan ngoãn và thông minh. Tuy nhiên không phải tự nhiên có được hạnh phúc lớn đến vậy đâu, quý mệnh phải đi qua bao nhiêu sóng gió, kiên trì giữ vững tin tình yêu của mình, thì mới có thể có được tổ ấm mà bao người mơ ước. Bạn biết rằng những mâu thuẫn và xung đột trong cuộc sống là điều chẳng thể tránh khỏi. Với Bính Ngọ chấp nhận sự thiếu sót của đối phương, nhìn vào mặt tốt của nhau để mà sống, mỗi một cặp đôi trong tháng này sẽ đón tin vui về con cái. Sau bao ngày trông ngóng, hãy chuẩn bị tinh thần chào đón thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Về sức khỏe, quý mệnh Bính Ngọ có được sức khỏe cơ bản ổn định, có được điều này phần lớn là nhờ thói quen sinh hoạt hoặc khoa học, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao của quý mệnh, dù mùa đông rét mướt cũng không khiến cho bạn mắc chứng lười mà bỏ bê cơ thể của mình. Tuy nhiên, cuối năm đường xá đông đúc, nhiều vụ cướp giật, đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận, đề phòng sự an toàn cho bản thân và gia đình. Quý cô bác Bính Ngọ kính mến, có lẽ mọi người đều đồng ý rằng kiếm tiền là không phải dễ dàng, nhưng việc tiêu tiền sao cho đúng cũng chẳng kém phần khó khăn, làm thế nào để tiêu tiền cho đúng, cho hợp lý nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu nâu, con số phát lộc là số 29 và 36. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ 4 điều cấm kỵ mà cổ nhân dạy. Cho dù bạn là ai, cũng nên tránh nếu muốn có một cuộc sống thanh thản, tự tại, tránh xa được tai ương, họa hại. Điều cấm kỵ thứ nhất, không khoe khoang. Đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ học cách không khoe khoang,
chúng ta đều là con người, cuộc sống sẽ không thể mãi thuận buồm xuôi gió. Vì thế đừng tùy tiện đắc ý, cho dù bạn ở vị trí nào cũng đều không nên khoe khoang, tự đắc đến mức vênh váo. Ở đời bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ dễ mất đi thứ đó. Vào thời điểm bạn bộc lộ tài năng của mình, đó có thể cũng chính là lúc kẻ khác ghen ghét bạn. Kẻ tiểu nhân thường dễ ra tay vào những lúc bạn đắc ý mà mất cảnh giác nhất, bởi vậy chúng ta nên học được cách giấu mình. Người đời vẫn thường nói, núi cao còn có núi cao hơn, muốn cuộc sống bình yên, hạnh phúc thì nhớ đừng khoe khoang, khiêm tốn sẽ giúp bạn bay cao hơn, khiêm nhường sẽ giúp bạn đi xa hơn. Điều cấm kỵ thứ hai, không đòi hỏi quá nhiều. Cuộc đời là một hành trình, từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi một mình, chúng ta phải tự bước đi, tự mình làm việc, tự mình hoàn thành ước mơ trong chúng ta. Có những điểm khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng cũng có nhiều điểm còn thiếu sót, chẳng ai luôn được như ý muốn, cũng chẳng ai sống được dễ dàng hơn kẻ khác. Xưa nay, những phiền muộn và rắc rối ở đời không phải người khác mang đến, mà chính thái độ và tâm trạng của chúng ta quyết định. Nếu như chúng ta đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống sẽ càng phiền muộn. Nếu như chúng ta quá ganh tị, đố kỵ, cuộc sống sẽ càng đau khổ. Mỗi người hãy nên khắc cốt ghi tâm một điều, sinh mệnh là của chính ta, cuộc sống cũng là của chính ta. Không cần phải chứng minh cho người khác thấy, càng không cần phải so bì cao thấp với kẻ khác, đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Vì ánh mắt và lời nói của người khác, hãy sống tốt cuộc đời của mình, cứ kệ người ta nói gì thì nói. Điều cấm kỵ thứ ba, không tranh giành. Tháng năm trôi qua, ta trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm, đến một độ tuổi nhất định, ta sẽ học được cách không tranh giành. Đời người ngắn ngủi, tranh giành chẳng giải quyết vấn đề gì, bởi khi nhắm mắt xuôi tay, ta cũng chẳng thể mang theo thứ gì. Suy cho cùng, thước gì đã là của bạn thì không phải tranh giành, bởi trời đã định sẵn, thứ không phải của bạn. Dù có tranh cũng không được, đừng tự làm khó mình, lãng phí thời gian và sức lực chỉ để tranh đoạt với người khác. Điều cấm kỵ thứ tư, không tranh cãi. Khi gặp kiểu người ngang ngược vô lý, lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn, cũng là cách để bảo vệ bản thân. Cho dù bạn dùng lý lẽ để tranh cãi thì cũng chỉ khiến mình phiền lòng, mất hứng. Cuối cùng, kẻ đó vẫn coi trời bằng vung, thậm chí gây nên ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình. Cổ nhân có câu, 10 người biết điều cũng không thắng nổi một kẻ ngang ngược, bởi vậy, cần gì phải tranh cãi đúng sai với kẻ ngu dốt. Khi giải thích xong tuyệt vọng, sẽ khiến bạn nhận ra, khoảng cách giữa người với người là gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời, giữ mồm miệng. Không tranh cãi, hơn thua, là cách bảo vệ tâm hồn mình. Người nói vô tình, người nghe có lý, hãy tránh họa miệng, từ miệng mà ra, đừng gây chuyện thị phi. Đôi khi, sự im lặng mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm, để quan sát người khác hơn, có thời gian để làm việc, trở thành một người trong cuộc sống sáng suốt. Bởi vậy, hãy khép miệng lại tu tâm, yêu thương lấy bản thân. Trong cuộc sống, người không tranh giành mới thực sự là người chiến thắng. Hãy buông bỏ sự tranh cãi, tránh xa những phiền muộn, trốn khỏi những người, những việc tệ hại. Khi có được sự tự tại an nhiên, lòng sẽ luôn thấy vui vẻ, lúc đến tùy duyên, lúc đi tùy ý. Con người, đến một độ tuổi nhất định sẽ đạt cảnh giới không tranh cãi, thản nhiên hòa nhã nói chuyện, bình tĩnh, điềm nhiên chấp nhận, mỉm cười ung dung cho qua. Sống ở đời con người cứ lo cho chính mình là đủ, thay vì thao thao bất tuyệt tranh cãi, hãy cứ im lặng, rèn luyện và tu dưỡng. Lặng lẽ làm tốt việc của mình, hoàn thiện chính mình, đó mới là việc nên làm nhất. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.